Xin chào quý cô chú anh chị trên kênh Pháp Thái TV ha. Nay tiếp tục đến nhà vườn của Song Phụng có một số hoa báo đơn, tiếp tục giao lưu báo giá với quý cô chú anh chị mình nha. Rồi, chào Phụng. Dạ, chào Pháp Thái. Chào tất cả anh chị em cô bác đang xem clip ạ. Thì hôm nay nhà vườn em có về một số bông trang trang đỏ lá nhỏ, mỹ hồng, đỏ nhung lá nhựa, hồng phấn lá sắn, muốn giao lưu với tất cả quý anh chị em mà con cô bác qua số điện thoại là 0777942059, cũng là số Zalo của em luôn ạ. Em cũng chân thành cảm ơn quý anh chị em cô bác mình trong thời gian qua đã ủng hộ em ạ. Giờ em vô mã số 1 là một cây trang vàng ta ghép ngũ sắc. Cây cao 63 ạ. Tán ngang 60. Cây để bàn quý cô chú anh chị, để bàn hoặc để ban công ha. Khó khăn 26 ạ. Quỳnh 9 ạ. Rồi, này là mỹ cam nè. Vàng hương lục đỏ nè. Mỹ vàng. Này là hồng hương vạn lá trung nữa, năm dạ. Màu mã số 1 em xin giao lưu là 300k, hàng em bao phí ship về tận nhà cho bà con cô bác mình luôn ạ. Rồi, mã số 2 là một cây mỹ hồng hàng thường chậu sát hoa thưa quý cô chú anh chị, cây cao 1m1 ạ. Tán ngang 1m07, cây đang ôm nụ rất là đẹp luôn ạ. Cây màu cốt phơm tàn tròn. Thoát thân 30 ạ. Trong thân mà đâm hoa ra luôn. Dạ, hoành 12 ạ. Cái này về quý cô chú mình gặp cái bầu mình để đặt lên trên chậu mới ha. Dạ. Nó ra cây này em thường chậu nên đi về nó cũng không có mất sức ạ. Dạ, mã số 2 này em xin giao lưu là 350k, hẹn em bao phí ship về tận nhà cho mình luôn ạ. Rồi, cây phơm rất là đẹp quý cô chú anh chị. Dạ, mã số 3 cũng là cây mỹ hồng, cây cao 1m1 ạ, tán ngang 87, thoát thân 47 ạ. Cây nằm trên thung. Dạ, hoành 10 ạ. Thân lắc nhẹ ha. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 3 này em cũng xin giao lưu là 350k, hàng em bao ship về tặng nhà. Rồi. Cây đang gom hoa rất là nhiều luôn ạ. Đặt sệt, bông sệt nụ luôn. Mã số 4. Cây cao 1m1 ạ. Tán ngang 1m ạ. Cây này thoát thân 48 ạ. Quỳnh 10 gửi em tính 10 ạ. Dạ, mã số 4 thì em xin giao lưu là 300k, hẹn em bao phí ship về tận nhà luôn ạ. Rồi, phơm rất là tròn với cô chú anh chị, quả xá hoa luôn rồi. Rồi, xuống cây luôn anh. Dạ, mã số 5 cũng là một cây mỹ hồng hàng thường chậu, cây cao 1m ạ, tán ngang 92. Cây này đẹp ha, màu cốt dáng trực thẳng luôn, hoa lên rực hoa luôn. Thoát thân 50 ạ. Dạ, hoành 11 gửi em tính 11 ạ. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 5 này em xin giao lưu là 350k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. Rồi, mã số 6 cũng là mỹ hồng luôn, cây thần chậu của chú anh chị em, không còn sót cái đọt nào hết trơn, hoa nó lên nè. Cây cao 1m1 ạ. Tán ngang 1m. Một cốt rất là sạch ha. Thoát thân 40 ạ. Hoành 10 gửi em tính 10 ạ. Rồi, nè, anh dỡ cái chậu lên giùm em. Đây, rễ nó gà quý cô chú anh chị em, gà trắng hết trơn ha. Lô này thường chậu rất là khỏe ơi. Rồi, mã số 6 này em xin giao lưu là 350k, hẹn em bao phí ship về tận nhà cho mình luôn ạ. Mã số 7 là một cây trang đỏ tàn tròn, tàn mâm xôi, cây đang ôm búp, ôm hoa rất là đẹp luôn ạ. Dạ, cây cao 80 ạ, tán ngang 80 luôn ạ. Cây này thoát thân tầm 10. Dạ, hoành 13 ạ. Cây này có củ đế dưới, về mình cây sống khỏe mình khui bầu khui củ đế dưới ạ. Dạ, mã số 7 này em xin giao lưu là 300k, hẹn em bao ship về tận nhà. Rồi. Dạ, mã số 8. Cây rất đẹp với cô chú anh chị em, đặc biệt cái form và cái thân ha.
thần sập. Dạ, mã số 8 này cây cao 80 ạ. Tàn tròn mịn. Tán ngang 80 luôn ạ. Cây này thoát khăn 15 ạ. Đế chạc ha. Hoành 15 ạ. Xài xài đế. Nội đế luôn. Này về quý chú mình muốn đứng thì chồng chỉnh sửa lại nha, còn nếu dán bài là lạ thì mình để vậy ha. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 8 em xin vô luôn là 300k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. Mã số 9. Quá xá cái cây nó dày tàn. Mã số 9 này cây cao 85 ạ. Tán ngang 87. Cây này thoát thân tầm 10 đi. 10. Cái này em đo ở trên đây là quỳnh 13. Đây tứ diện ha. Nguyên một cái nồi đế à. Dưới này em đo được là 29. Rồi, xài xài cái đế. Đế tứ diện quý cô chú anh chị. Đế đẹp. Form tàn tròn xe luôn. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 9 em xin giao lưu là 350k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. Cây đang ôm nụ rụp cây luôn. Tàn tròn, diện xương rất là dày luôn ạ. Và mã số 10 cũng là một cây trang đỏ đó nhỏ, cây cao 90 ạ. Tán ngang 87. Lá xanh mướt ha. Cây này khó khăn cũng tầm 10. Hoành 13 ạ. Nguyên cái nồi đế này em đo được là 40 ạ. Dạ, mã số 10 này em xin giao lưu là 350k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. Rồi. 11. Ở 11 này cây cao 90 ạ. Tán ngang 90 luôn ạ. Dạ, hoành 13 gữ em tính 13 ạ. Tổng nồi này em đo được là 46 ạ. Xài xài đế. Nguyên một cái củ đế. Ha. Cái củ đế luôn. Tàn tròn mịn, rồi giá luôn. Dạ, mã 11 này em xin giao lưu là 350k, hẹn em bao cái ship về tặng nhà. Cây cao 90 ạ. Cây này dán bay với cô chú anh chị em. Tán ngang 95. Dạ, hoành 13 ạ. Cây này củ đế chạc ra tới đế. Đây nguyên một nồi đế tay luôn quý cô chú anh chị. Dạ, mã 12 này em cũng xin giao lưu là 300k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. Form rất là tròn ha, dày đặc luôn. Mã 13 là một cây hồng phấn lá trắng. Tàn mâm xôi tàn tròn luôn. Cây này thì tàn dày luôn, hợp tay vô không lọt luôn á. Cây này già cây quý cô chú anh chị. Rất là già. Cây cao 90 ạ. Tán ngang 1 mét. Đang nở một cái ha, hoa nhìn rất là đẹp ha, nó dày và nó tròn. Lá xanh mướt. Cây này thoát thân tầm 2 cm. 20. Hoành 18 ạ. Rồi, củ đế chưa khui nha quý cô chú anh chị em. Tàn tròn xe luôn. Rồi, giá luôn. Dạ, mã 13 này em xin giao lưu là 400k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. Rồi. Tông tàn tròn này rất là thịnh hành nha quý cô chú anh chị. 14. Dễ chơi. Đó là một cây rất là dày luôn, nguyên nhàn xương nó dày, hộp tay giống lủng luôn. 14, cây cao 1 mét ạ. Tán ngang 1 mét ạ. Tàn tròn mịn. Dạ, hoành 17 ạ. Thân rất là sạch ha. Này thân tầm khoảng 10, 12. Dạ, mã 14 em xin giao lưu là 400k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. Rồi. Form tàn tròn đặc biệt cho anh chị em. 15. Cũng là cây hồng phấn lá sắn.
cao 85 ạ. Cái ngang 1 mét. Cây này khó khăn chứ tầm 15 ạ. Hoành 17 ạ. Cây này có củ đế ở dưới. Vậy gà trắng hết trơn quý cô chú anh chị. Gà như giá luôn. Còn tàn tròn xe đây có cái hoa anh. Hoa lên. Dòng này về quý cô chú anh chị mình đài đi nước dài tuần là cây hoa. Rồi, giá dạ, luôn. Mã 15 này em xin cho luôn là 400k, hiện em bao phí ship về tặng nhà cho mình luôn ạ. À. 16 là một cây dân vàng hàng thần chậu ạ. À. Cây cao 64 ạ. À. Cây ngang 70. Vàng lá nhỏ thần chậu. Cây này khó khăn. Hoành 13 ạ. À. Này thân phan tất, thân lắc nha quý anh chị và cái thùng này nó cũng hơi nhỏ hơn so với cây à. Về quý cô chú anh chị mình gọc bầu mình thay ra là nó sẽ bắt được cái chất chồng là nó sẽ tốt lại. Rồi giá luôn. Dạ mã 16 này em xin vô lô là 250k, hàng em bao phí ship về tận nhà. 17 là một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây cao 60 ạ. À. Tán ngang 60. Hoành 12 à, cây có củ đế dưới. Này, thân khoảng 5 cm. Này rễ nó ra nó ăn hết cái chậu rồi quý cô chú anh chị. Này về mình sang cái chậu mới ha, hoặc mình đặt xuống đất. Rồi giá luôn. Dạ mã 17 này em xin cho luôn là 250k, hàng em bao cái ship về tận nhà. Mã 18, cây Mỹ cam. Hàng thường chậu luôn. Hàng thường chậu. Cây cao 1m15 ạ. À. Tán ngang 70. Này nó rớt đợt hoa này quý cô chú anh chị mình con đọt lại là nó một thành hai. Dạ khó khăn 37 ạ. À. Một cốt khó khăn sạch ạ. À. Dạ quỳnh mùi ạ. À. Dạ mã 18 em xin cho luôn là 250k, hẹn em bao ship về tặng nhà cho mình luôn ạ. À. 19. Vẫn là Mỹ cam thường chậu luôn. Cây Mỹ cam thường chậu. Hàng này thì em lên đại diện vườn nha, em cũng còn số lượng ạ. À. Cây này cao 1m05 ạ. Tán ngang 84. Khó khăn 30. Hoành 11 giữ em tính 11. Này đế à. Còn sâu ấy cô chú anh chị. Thường chậu nên mình phủ phân cho nó ấm. Rồi giá luôn. Dạ mã 19 em xin giao lô là 250k, thì em bao phí ship về tận nhà. Tiếp theo mã số 20. 20 là một cây Mỹ hồng hàng thường chậu ạ. À. Cây cao 1m1 ạ, 1m15 ạ. Tán ngang 1m15 luôn ạ. À. Phơm tàn tròn ha. Thường chậu yên tâm quý chú anh chị. Khó khăn 54 ạ. À. Dạ quanh 11 ạ. À. Tại cành đóng gơm ha. Dạ mã 20 thì em xin Zalo là 350k, hẹn em báo phí ship về tận nhà. Rồi. Là cây Mỹ hồng. Quá xá hòa quý cô chú anh chị. Cây cao 1m16. Tán ngang 1m4. Cái hoa trên đỉnh này nó nở đúng sức của nó một cái ha. To lắm quý cô chú anh chị. Giờ mới búp mà một gang tay. Cây này củ đế thì cuộn luôn. Quanh 14 ạ. À. Cây này nguyên một cái nồi đế chứ. Cái này thoát thân nói chung là tầm khoảng 2-3 cm với chú anh chị. Lùng ha. Nè, đế nè, cuộn. Cây này nguyên một cái nồi đế quá xá luôn à. Cây mã 21 này em xin giao luôn là 400k, hàng này đi thì em rút chậu ạ. À. Rồi, mình bó chậu nha quý cô chú, bó bầu nha quý cô chú anh chị. Chậu mũ nó dễ vỡ. Mã 22 là một cây đỏ nhung lá nhựa. Quá. Wow. Cây này cái phơm tàn đúng là cực kỳ đẹp ha. Cây cao 1m25 ạ. À. Tán ngang 1m1.
Cây này đạt đỉnh luôn quý cô chú anh chị, đang lên chỉ còn là hoa nở rộ một cái nữa thôi. Cây này hot khăn 48, hot khăn sạch luôn ạ. Hoành 12 gữ, em tính 12. Quá đẹp luôn rồi, xây dòng. Ồ, bên này hoa nè quý cô chú anh chị. Này nó nở một cái không thấy lá luôn. Đang ôm bút rất là nhiều luôn, một đọt là một bút luôn ạ. Và mã 22 này em xin giao luôn là 400k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. Rồi, cây rất là đẹp. Mã 23 là một cây tím sen, hàng thường chậu ạ. Cây cao 93, tán ngang 65. Cây này hot khăn tầm 20, hoành 10 ạ. Dạ, mã 23 này em xin giao lưu là 300k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. Rồi, cây tím sen 24, cũng là một cây tím sen, hàng thường chậu luôn ạ. Cây cao 80 ạ, tán ngang 68, hoành 11 gửi, em tính 11 ạ. Dạ, mã 24 này em xin giao lưu là 300k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. 25 là một bụi vàng ta, vàng lá trung. Bụi này già quý cô chú anh chị, liền cốt nha. Cây này của mình cao tầm 1m6 á. Rồi, cái này em buộc lại cho gọn chứ cái này của nó em đo đại diện trên đây đi là 27, tại vì nó gom nó liền nguyên cốt, không có tách được quý cô chú anh chị. Thân rất là dài. Dạ, mã 25 này em xin giao lưu là 300k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. Rồi, này về làm bình bông ha, mình bệnh bình bông. 26, cũng là một bụi vàng ta. Cây này cao nhất cũng tầm 6m7. Vàng lá trung. Cái này em đo tổng được là 44 ạ. Nó có một cái cây... cây một cốt. Cây một cốt ở trong. Cây một cốt ở thân này tầm khoảng 12 quý cô chú anh chị, chỗ này nè, nó dài. Tại từ con nó nhảy nhiều quá mình không có dọn đó. Đây, nguyên một cái cũ nè, thân già. Dạ, mã 26 này em xin giao lưu là 250k, hẹn em bao phí ship về tận nhà luôn ạ. Rồi. 27 là một bụi đỏ không. Lá chung. Cây này thì cũng cao tầm 6m7. Những cái thân nó gom quý cô chú anh chị, này về làm bình cỏ bình, bình. Nguyên cái nồi này em đo được là 35 ạ. Ở dưới này nó cũng dính liền luôn quý cô chú anh chị, cứng. Cây này điều cây luôn. Đỏ đôi màu miền Nam, anh nghiêng cái hoa xuống giùm em. Đỏ đôi màu hồng hường á quý cô chú anh chị, nè. Màu rất là ngọt. Rồi giá luôn Phụng ơi. Dạ, mã 27 này em xin giao luôn là 350k, hẹn em bao phí ship về tận nhà cho mình luôn ạ. Rồi. Tiếp theo. Mã 28 là một cây đỏ Dubai. Cái này Pháp cam. Cây cao 1m24 ạ. Tán ngang 1m15. Cam Pháp quý cô chú anh chị. Cam Pháp nha. Thoát thân 36. Quỳnh 9 ạ. Này thường chậu luôn ha. Dạ, hàng thường chậu ạ. Một cốt sạch. Dạ, mã 28 em xin giao lưu là 250k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. Rồi, đây là đỏ Dubai. Dubai đỏ. Mã 29, cây cao 98 ạ. Tán ngang 75. Hoa lên quý cô chú anh chị em, dòng này sai hoa đúng không nha. Khó khăn 29 ạ. Quỳnh 9 giữ em tính 9 ạ. Này củ đế nó nằm trong cái thùng nè quý cô chú anh chị. Cục đế. Dạ, mã 29 em xin giao lưu là 250k, hẹn em báo phí ship về tận nhà. Một cây đỏ Dubai. Ba mươi là Mỹ một hồng. Cây Mỹ hồng hàng thường chậu ạ. Cây đang ôm mút luôn ạ. Cây cao 1m05, tán ngang 96, hàng một cốt ạ. Hốc khăn 34,
Quỳnh chính cử em tính chính ạ. Đây đang âm nụ với cô chú anh chị. Đó là nụ. Dạ mã 30 thì em xin vô luôn là 250k. Hàng em báo tính chính thì tận nhà. 31 cũng là một cây mỹ hồng hàng hàng chậu. Cây cao 1m05 ạ. Bán ngang 96. Cái cây này một cốt nhưng mà thân hơi lắc nhẹ. Thốt thân 36 ạ. Quỳnh 12 ạ. Dạ mã 31 em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao cái ship về tận nhà ạ. Ba mươi hai cũng là một cây mỹ hồng hàng thường chậu ạ. Cây cao 1m15 ạ. Tán ngang 90. Thốt thân 46 ạ. Quỳnh 12 ạ. Dạ mã 32 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà. 33 cũng là một cây mỹ hồng. Cây cao 1m2 ạ. Tán ngang 1m. Lá xanh mướt quý cô chú anh chị, đang chuẩn bị lên mầm nha, lên búp. Thốt thân 40 ạ. Quỳnh chính gửi em đến chính ạ. Mã 33 này em xin giao lưu là 250k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. Rồi. 34 cũng là mỹ hồng hàng thường chậu ạ. Cây cao 1m12 ạ. Tán ngang 1m05. Thốt thân 38 ạ. Quỳnh 10 ạ. Mã 34 em xin giao lưu là 250k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. 35 cũng là mỹ hồng hàng thường chậu. Cây cao 1m19 ạ. Tán ngang 1m. Đang ở búp vui cho chúng em, đang lên búp ha. Thốt thân 50 ạ. Quỳnh 10 gửi em tính 10 ạ. Mã 35 này em xin giao lưu lộc 300k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. 36 cây cao 1m ạ. Tán ngang 95. Cái form dày quá chú anh chị. Thốt thân 37 ạ. Quỳnh 12 gửi em tính 12 ạ. Dạ mã 36 này em xin vô luôn là 300k, thì em bao cái ship về tận nhà. Cây này em thần chậu rồi nên là mình về mình chỉ sang chậu thôi, cây nó cũng đỡ mất sức ạ. 37 cũng là mỹ hồng. Phơm tàn tròn xe ha. Cây cao 1m ạ. Tán ngang 1m luôn ạ. Thốt thân 25 ạ. Quỳnh 9 ạ. Dạ mã 37 thì em xin giao lưu là 300k, hẹn em bao phí ship ạ. 38 cũng là mỹ hồng. Cây cao 1m05 ạ. Tán ngang 97. Mỹ hồng cái màu hoa nó rất là ngọt quý cô chú anh chị. Màu hoa rất ngọt ha. Thốt thân 30 ạ. Quỳnh 9 gửi em tính 9 này về ạ. Quý chú mình thay chậu mình đôn đế lên nha, đế còn sâu. Dạ mã 38 em xin giao lưu là 250k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. Rồi. 39 cũng là mỹ hồng. Cây cao 1m05 ạ. Tán ngang 1m. Cây này thốt thân 30 ạ. Nó còn sâu ở dưới nữa, mình về mình đôn cái đế cho nó cao lên. Quỳnh 9 gữ ạ. Dạ
Dạ mã 39 em xin Zalo là 250k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. 40 cũng là Mỹ Hồng. Cây này form toàn dày đặc ha. Ghi cao 1m1. Tán ngang 1m. Hốc hăng 28. Quỳnh 12 gữ em tính 12. Dạ mã 40 này em xin Zalo là 250k, hẹn em bao phí ship về tận nhà. Cũng là cây cuối cùng của nhà vườn em ngày hôm nay à. Chân thành cảm ơn anh chị em và con cô bác mình đã xem clip và ủng hộ em ạ. Rồi. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm ha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào clip tiếp theo nha.